Trăng à? À, ơi ông, chắc nhắc, đắng trăng à? Xin cơ hội làm lại nhưng Ono vẫn chẳng thay đổi, hết content lại ăn hạt mít sống chê đắng. Có vẻ như vụ việc làm từ thiện kém duyên và bị xử phạt 7,5 triệu đồng vẫn không khiến cho Ono xây dựng nội dung ý nghĩa hơn. Mới đây, nam TikToker chia sẻ một đoạn clip trên trang cá nhân tố cô bán hàng mít lừa gạt. Cụ thể, trong clip là hình ảnh nam TikToker review về miếng mít đã được gọt vỏ. Tuy nhiên cách ăn của anh nó lạ lắm, thay vì ăn phần thịt của muối mít, anh lại chọn cắn hột mít sống rồi liên tục chê đắng, chát. Theo clip, anh chàng còn nói lý rằng cô bán hàng bảo mình mua về chỉ cần bóc vỏ ra là ăn sẽ ngon ngọt lắm, nhưng kết quả lại đắng ngắt. Nhưng xem clip ai cũng biết là miếng mít anh đang ăn đã được gọt vỏ rồi. Theo dõi video của Ono, netizen cảm thấy khó hiểu vì thứ anh chàng đang ăn là hạt mít sống. Nhiều người tò mò không biết Ono thực sự không biết cách ăn như thế nào, hay cố tình làm như vậy để thu hút sự chú ý. Bởi cách ăn mít đến trẻ lên năm cũng biết. Dẫu không biết cách làm này với mục đích vui vẻ hay thu hút sự chú ý, nhưng đoạn clip đã thu về nhiều ý kiến trái chiều. Mặc dù xin cơ hội làm lại, nhưng theo dõi loạt clip nam TikToker này đăng tải, nhiều người cho rằng cũng không khác trước là bao. Anh chàng vẫn sử dụng loạt nội dung gây tranh cãi, duy nhất chỉ có thái độ nói chuyện là nhẹ nhàng hơn trước một chút. Bạn thấy cách làm này của Ono như thế nào?